Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với video tiếp theo của Tuyền Văn Hóa Ẩm Thực. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an CO2 cho biết đã triệt phá băng nhóm Bình Kiểm, 54 tuổi và 15 người khác là vụ án điển hình trong đấu tranh với tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Nhóm nghi phạm trong chuyên án đều là giang hồ cộng cán, manh động, sử dụng vũ khí quân dụng để phạm tội tại Lào và Việt Nam. Theo Đại tá Lê Khắc Sơn, trưởng phòng trọng án CO2, Bình khá hung hãn, thuộc loại máu liều nhiều hơn máu não. Mỗi lần gây án trước đây đều mang theo hàng nóng có tính sát thương cao. Nếu cảm thấy có khả năng bị bắt, hắn sẵn sàng lấy ra chiến đấu đến cùng. Hồi tháng 4, Bình ra tù. Tuy nhiên, do biết tên này thuộc loại đàn gãy tai trâu, nước đổ đầu vịt, có sử dụng thông não chi thuật cũng không thể cải tạo được nhận thức của hắn. Do đó, trinh sát phòng trọng án lập tức đưa vào tầm ngắm. Riêng những thể loại này là phải đề cao cảnh giác. Và đúng như dự đoán, vừa mới ra tù chưa được bao lâu, cảnh sát phát hiện Bình đã quy tụ các bạn tù, giang hồ cộng cán về dưới trướng để hình thành băng nhóm xã hội thâm, chuyên làm những chuyện bẩn thỉu để kiếm tiền ăn chơi hút chích. Tuy nhiên, tên này không phải kiểu giang hồ tôm tép thông thường. Hắn cực kỳ lưu manh, kiểu dân anh chị đẳng cấp, rất ít bộc lộ hành vi và thường chỉ ở trong một căn hộ hạng sang bậc nhất tại khu vực đảo Kim Cương, thành phố Hồ Chí Minh. Hắn không cờ bạc, rượu chè, tệ nạn xã hội nên không giao lưu với bên ngoài. Có thể niềm vui của Bình là súng đạn. Một trinh sát viên cho biết về hành tung của Bình. Nham hiểm ở chỗ, tên này còn tích cực đánh bóng hình ảnh bằng các việc làm tổ chức sự kiện, từ thiện. Lần nào hắn cũng chi không tiếc tay cho các hoàn cảnh khó khăn. Tài chính được Bình huy động của đồng phạm hoặc bạn bè có kinh tế tốt để sử dụng cho cả kế hoạch dài hơi. Tóm lại, tên tội phạm này khoác lên mình vỏ bọc tử tế, nhưng bên trong luôn âm mưu làm việc đê hèn. Quá trình trinh sát, chúng tôi thấy Bình Kiểm không có tính hoàn lương, lại rất liều lĩnh, có hành vi phạm tội là bình thường. Hơn nữa, anh ta không có nghề nghiệp ổn định nên bản tính phạm tội kiếm tiền lại càng trỗi dậy. Đại tá Sơn nhận định, theo kế hoạch mà Bình là chủ mưu, băng nhóm này sẽ tổ chức sự kiện mời một số người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia, sau đó sẽ bắt cóc, sử dụng vũ khí đe dọa. Đáng sợ ở chỗ, hắn còn sẵn sàng cho đàn em hấp diêm các ngôi sao và quay video kiếm tiền. Các hình ảnh này sẽ được chuyển cho đồng bọn tại Mỹ, phát tán lên các trang website không diêu. Các web này hoạt động theo mô hình như YouTube. Nếu đăng tải video lên thì chủ tài khoản sẽ kiếm được tiền, mà nếu gắn mác ca sĩ với diễn viên thì càng thu hút lượt xem cao. Đây cũng là cách làm của không ít băng nhóm xã hội đen tại Nhật Bản. Do đó mà Bình mới liều lĩnh làm cái việc bẩn thỉu này. Kế hoạch đã xong, Bình phân công đàn em đi gặp gỡ, kêu gọi tiền đầu tư và phân công nhiệm vụ cho từng người. Thời gian, địa điểm thực hiện cũng được băng nhóm này lên lịch sẵn. Thông qua quan hệ xã hội, Bình Kiểm liên hệ với Nguyễn Tuấn An, kẻ giang hồ nhiều tiền án, để mua súng AK và đạn chuyển về Việt Nam. Phát hiện kế hoạch liều lĩnh, tàn bạo này, CO2 đã đề ra phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, với tinh thần kiên quyết chặn đứt nguồn cung cấp vũ khí từ nước ngoài về Việt Nam. Nhiệm vụ tiên quyết lúc đó là không để lọt vũ khí vào tay tội phạm và đặc biệt là không để cho chúng thực hiện hành vi phạm tội. Kiên quyết triệt phá băng nhóm do Bình cầm đầu, Đại tá Sơn kể. Những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, cảnh sát tung quân bắt giữ băng nhóm Bình Kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa điểm. Dương An bị bắt ở Lào cùng lô vũ khí quân dụng. Cảnh sát đã thu giữ 3 súng AK, 8 khẩu súng ngắn quân dụng các loại, trên 1.400 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn, 5 áo giáp chống đạn, ma túy cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội. Việc triệt phá thành công băng nhóm này đã kịp thời ngăn chặn các hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm của chúng, qua đó đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và ngay cả lực lượng phá án. Đại tá Lê Khắc Sơn cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Bình Kiểm và 15 người về 7 tội: chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, không tố giác tội phạm, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong các bị can có 2 người là bạn tù của Bình, vừa được tự do sau thời gian chấp hành án về tội giết người. Còn thành tích của Bình thì đúng là không tiêu hóa được. Bình quê ở Móng Cái, Quảng Ninh, từng có thời gian làm việc tại tiểu đoàn kiểm soát quân sự thành phố Hồ Chí Minh nên có biệt danh Bình Kiểm. Hắn ta có bản tính lì lợm, côn đồ, sử dụng vũ khí quân dụng, gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên cả nước. Năm 1991, Bình xuất ngũ, thu nạp nhiều đàn em gốc Bắc chuyên bảo kê, tranh giành địa bàn, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, mở sòng bạc, vũ trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1996, trong lúc cải tạo tại trại giam ở Bình Phước, Bình đã bỏ trốn và tiếp tục tổ chức đánh bạc. Đến năm 1998 thì bị bắt. Sau khi ra tù, Bình điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, tranh giành địa bàn, gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích. Khi đi chấp hành án, Bình vẫn tụ tập, lôi kéo đàn em hình thành băng nhóm để đánh nhau với những phạm nhân khác trong thời gian ở tù. Có lần Bình đánh anh rể thương tích 12% nên bị phạt 12 tháng tù. Trong hoạt động giang hồ của mình, Bình từng thách thức ông trùm Trương Văn Cam, Nam Cam. Đỉnh điểm hoạt động phạm tội của Bình Kiểm là vào năm 2005, khi hắn ta mua một khẩu súng AK, 5 khẩu súng ngắn, hơn 400 viên đạn, 2 quả lựu đạn để cùng đồng bọn tham gia vụ án bắt cóc con trai đại gia Trầm B, tống tiền 10 triệu USD. 2 năm sau đó, với hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Bình bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên 28 năm tù. Điều 304 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: 1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng,
phương tiện kỹ thuật quân sự thì bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm. Hai phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. A. Có tổ chức. B. Vận chuyển mua bán qua biên giới. C. Làm chết người. D. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. D. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. E. Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. G. Vật phạm pháp có số lượng lớn hoặc có giá trị lớn. H. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. A. Làm chết hai người. B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%. C. Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng. D. Vật phạm pháp có số lượng rất lớn hoặc có giá trị rất lớn. 4 phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. A. Làm chết 3 người trở lên. B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên. C. Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên. D. Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn hoặc có giá trị đặc biệt lớn. 5 người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. Cộng thêm với âm mưu bắt cóc người khác thì Bình vào tù chân kiến ít nhất là 5 năm. Một cái kết xứng đáng cho hạng người thích ăn cơm tù hơn, ăn cơm nhà.